Xin chào cả nhà. Chào mừng quý vị lại quay trở lại với video của Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc. Thưa quý vị, hiện tại đang là buổi chiều ngày 21 tháng 3 năm 2020 dương lịch. Thì buổi chiều ngày hôm nay Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc xin làm cái video gửi đến toàn thể quý vị, đó là cái video test và đóng gói hai cây đàn ở đây. Đó là cây S770 và S710 cho hai vị khách ở hai vùng miền khác nhau. Cây 770 là cho bạn Vàng Xeo Lành đấy ở Bắc Hà, Lào Cai. Và cây 710 thì cho bạn Bùi Văn Dần ở Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Đó. Thì hai cây đàn đều là đàn đẹp, long lanh, xuất sắc, đạt từ 95% cho đến 99% quý vị nhé. Rất là đẹp. Đầu tiên là cây S710 của bạn Vàng Xeo Lành, thì cái cây này còn bảo hành quý vị nhé. Đây. Đấy, cái phiếu bảo hành thì người dùng người ta không giữ nên là nó hơi nhàu một chút. Là mua ngày mùng 10 tháng 10 năm 2018 đến ngày mùng 10 tháng 10 năm 2019 là một năm. Và năm nay là năm 2020 thì bây giờ nó đang là tháng 3 đúng không ạ? Hôm nay là 21 tháng 3. Em cho là tháng 4 đi. Thì như vậy là từ giờ đến tháng 10 nó còn 6 tháng đó. Như vậy là cái cây đàn này còn hơn 6 tháng bảo hành nữa nhé. 6 tháng 10 ngày nữa. Đó. 6 tháng 10 ngày bảo hành, chính hãng của công ty Yamaha, bảo hành 2 năm quý vị nhé. Thì bạn Vàng Xeo Lành này đã chuyển đủ tiền vào tài khoản của Trung tâm Hạnh Phúc. Em bán cho bác cái cây này với giá là 17.500.000. Đấy, 17.500.000 và bạn ấy đã chuyển đủ tiền vào tài khoản của Trung tâm Hạnh Phúc. Và bạn ấy chỉ việc thanh toán tiền cước khi nhận đàn. Đó, và theo đàn của bạn ấy này sẽ là có đàn và nguồn và cộng bao. Nguồn là nguồn zin theo đàn quý vị nhé. Đây. Đây là cục nguồn zin theo đàn ạ. Đó, cục nguồn zin theo đàn, không hề đứt dây, không hề bị chấp vá gì nhá. Đàn đẹp còn bảo hành thì nó vậy. Đó. Và một chiếc bao da theo đàn đây. Bao da của bạn ấy là bao da bên trong là lỉ nhung màu đỏ. Đấy, bao da 5 lớp lỉ nhung màu đỏ rất là đẹp quý vị nhé. Đấy, bao da rất là đẹp nhỉ, nhìn rất là đẹp, rất bóng loáng. Và bạn ấy sẽ được tặng thêm 3 món quà tặng khi chuyển đủ tiền vào tài khoản của Trung tâm Hạnh Phúc. Thì bất cứ cái khách hàng nào mà mua đàn mà chuyển tiền trước vào tài khoản của Trung tâm Hạnh Phúc thì sẽ được vô cùng ưu đãi, rất là nhiều quà tặng giá trị quý vị nhé. Đấy, rất là nhiều người cứ sợ Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc lừa. Nhưng mà em nói quý vị này, trung tâm của em là một trung tâm lớn ở khu vực phía Bắc này. Em buôn bán là rất là nhiều năm nay rồi, nên em lừa quý vị thì không có, đến giờ phút này em không còn đứng đây để em nói chuyện với quý vị, em làm video cho quý vị. Chỉ cần lừa một người thôi là em đã bị công an đến hỏi thăm rồi, chứ chưa phải là nói để đứng đây để mà lừa quý vị hết lần này đến lần khác đúng không ạ? Nên là quý vị khách nào mà có ý nghĩ trong đầu đấy thì tốt nhất là đừng mua bán, vì là em mua bán làm sao mà mua bán nhanh, mua bán thoáng đấy. Còn bạn nào mua mà cảm thấy là không yên tâm, không thoải mái thì tốt nhất là đừng có mua. Đấy, đỡ mất thời gian của nhau ạ. Quà tặng đặc biệt khi chuyển tiền đủ tài khoản của Trung tâm Hạnh Phúc, đây là một chiếc USB Toshiba hàng inox chống nước quý vị nhé, rất là tốt và có dữ liệu trong này. Đó, cái USB này em bán lẻ là giá là 500.000. Và một cuốn sách được học đàn organ ở nhà. Đấy, cũng rất là tốt dành cho những người mà chưa học qua nhạc lý, thì chúng ta có thể quyết định nghiên cứu cuốn sách này để chúng ta học đàn. Đó, rất là tốt quý vị nhé. Và một chiếc chân để mà để cây đàn này thì nó là một chiếc chân. Đây. Một chiếc chân mới quý vị nhé. Đấy, một chiếc chân mới này, chân hình chữ X như này. Đó. Thì khi mà quý vị chuyển tiền đủ tài khoản của Trung tâm Hạnh Phúc thì sẽ được tặng tất cả 3 món quà tặng đó. Đó. Còn bác nào không chuyển đủ tiền vào tài khoản của Trung tâm Nhạc cụ Hạnh Phúc thì sẽ không được USB và không được sách, chỉ được mỗi chân thôi. Thì phải đặt cọc ít nhất là 1 triệu để mà cho chắc chắn cái giao dịch là Trung tâm Nhạc cụ Hạnh Phúc sẽ gửi cái đàn về tận nhà cho quý vị, và quý vị phải thanh toán số tiền còn lại cộng tiền cước. Đó. Còn quý vị chuyển trước thì quý vị sẽ được quà tặng, và quý vị khi nhận đàn quý vị chỉ thanh toán cước thôi. Còn quý vị chuyển sau thì quý vị không được quà tặng. Đấy, không được quà tặng. Đó. Nó nhiều cái ưu đãi cho quý vị nhá. Đó, chúng ta mua bán thì làm sao phải tin tưởng với nhau thì chúng ta mua bán nó mới dễ được. Rồi bây giờ em sẽ test sơ qua cái cây đàn này cho bạn Vàng Xeo này. Rồi. Test bàn phím trước nhá. Đàn rất là đẹp luôn ạ. S770 đẹp, long lanh 99% quý vị nhé. Phải nói là cây đàn đẹp như mới luôn. Phím trắng toát này, tất cả các nút bấm đều trắng và không hề bị bong chóc, không hề bị bạc sơn một chút nào. Ở bên trong loa này cũng không hề có bị bụi bẩn gì cả. Đấy, Trung tâm Nhạc cụ Vĩnh Phúc cam kết với quý vị là máy móc nguyên zin nguyên bản, chưa hề sửa chữa gì, vì còn hơn 6 tháng bảo hành của công ty nữa quý vị, không phải lo vấn đề gì nhé. Và bên đây đã cài Samner dữ liệu, đây là banh tiếng này. Đấy. Thì khi chúng ta lấy style banh tiếng, chúng ta giảm volume về
65%, số tay chúng ta bấm chữ E này. Đó, chúng ta lấy ở user. Rồi chọn vào đây và chúng ta bấm start để chạy. Bấm hợp âm này lên. Đó. Bên user xong rồi thì chúng ta có thể lấy ở bên USB, chúng ta cắm USB và chúng ta tap thêm một lần nữa rồi sang USB. Thì ở trên cái USB của em này đang gửi cho quý vị là nó sẽ có cả chỉ phần nhạc vàng, nhạc đỏ. Đấy, có phần nhạc vàng, nhạc đỏ cho quý vị nhé. Đây, bây giờ em sẽ cắm USB em test thử cho quý vị xem. Ở trong USB thì nó có cả phần style summoner theo cây đàn nữa. Đây, đầu tiên chúng ta bấm vào chữ E này hoặc chúng bấm chữ user này. Đấy, thì chúng ta tap sang USB, bởi vì khi có USB nó hiển thị chữ USB, chúng ta tap sang. Và chúng ta tìm vào cái phần style 770 là cái phần style này, phần style summoner nhé, đã theo phần ABCD ở trong này rồi. Rất là ok. Đấy. Rất là ok nhé. Đấy. Rất là nhiều style hay quý vị nhé. Rất là nhiều style hay ạ. Đấy, chúng ta quay ra, chúng ta bấm chữ úp này. Đấy, nó sẽ quay ra. Đấy, chúng ta tìm ở những phần khác theo after phần ABCD ở bên trong này quý vị nhé. Rồi. Chúng ta quay ra cho nó vào dần nhạc đỏ này, nhạc quan họ, nhạc vàng, nhạc thiếu nhi. Đấy, rất là nhiều nhé. Đó, quan họ thì cũng theo phần ABCD chúng ta có thể lấy thôi. Đấy là phần style cho quý vị. Đấy, còn phần banh tiếng thì chúng ta bấm chữ Z cuối cùng màn hình này. Đấy, thì chúng ta hiển thị ở đây. Chúng ta bấm chữ úp để quay ra thư mục bên ngoài, nó có rất là nhiều, bên ngoài này cũng có rất là nhiều banh tiếng, chúng ta chọn banh tiếng này. Thì chúng ta muốn sử dụng tiếng từ 1 đến 8 ở đây, chúng ta phải bấm cái đèn đỏ này báo đỏ lên nhá để khóa banh tiếng. Đấy, chúng ta chọn từ 1 đến 8 để chúng ta chơi. Đấy. Hoặc chúng ta vào phần tiếng thường cũng có quý vị nhé. Rồi. Đấy. Như vậy là em vừa mới test xong cái cây đàn cho bạn vàng sao nành, thì bây giờ sẽ tiến hành đóng gói để bao bọc cái cây đàn của bạn vàng sao nành này trước để kịp giờ bưu điện nó vận chuyển cho kịp cho bạn ấy nhé. Rồi. Khi tắt thì chúng ta sẽ bấm exit ra, bấm nhẹ nút tắt nguồn vào trong vòng 2 giây và chúng ta bỏ tay ra, không cần phải bấm mạnh tay hay là bấm lâu làm gì cả. Sẽ không tốt cho cây đàn. Và bây giờ là sẽ sang đến phần test cái cây đàn của bạn Bùi Văn Dần. Bạn Bùi Văn Dần ở xóm Sạn Sộp, xã Sơn Thủy, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Thì bạn này mua cái cây đàn S710. Đây là một cái cây S710 hiếm có trên thị trường quý vị nhé. Dán nylon từ A đến Z. Đây quý vị nhìn kỹ cho em. Dán nylon từ A đến Z. Rất là đẹp nhé. Không có điểm chê, không hề bị bong chóc, không hề bị rạn nứt gì cả. Đẹp 99%, gần như mới đồng hồ bàn phím. Tất cả mọi thứ là đều trắng tinh hết quý vị nhé. Đàn chỉ để sử dụng nhà thôi. Đó. Thì cái cây này em đã chốt cho bạn Bùi Văn Dần và bạn ấy đã chuyển đủ tiền vào tài khoản của Trung tâm Nhận Phúc. Bạn ấy đã chuyển đủ tiền vào tài khoản của Trung tâm Nhận Phúc nên là bạn ấy sẽ được là một tặng một USB dữ liệu rất là cần thiết. Đây USB em đang cắm test thử đằng sau đàn này. Đây USB 16GB mà được tặng một cuốn sách tự học đàn nó gần nhà và tặng một chiếc chân. Đó. Y như cây 70 như nào thì như vậy. Đây quý vị nhé. Này, một chiếc chân của bạn ấy đây. Đấy và bao thì là bao cũ theo đàn, bao của bạn ấy là bao đây. Đó. Bao vải theo đàn và một cục nguồn zin theo đàn. Đây là cục nguồn zin theo đàn quý vị nhé. Đấy. Đấy là những cái thứ mà rất là cần thiết, có lợi cho những người khách hàng mà mua đàn tại Trung tâm Nhận Phúc thì sẽ được chuyển đủ tiền vào tài khoản của Trung tâm Nhận Phúc thì sẽ được tặng rất là nhiều quà tặng và được nhiều ưu đãi quý vị nhé. Đây sẽ test sơ qua cái cây đàn của bạn Bùi Văn Dần. Rồi, phần tiếng này. Thank you.
hòn bánh tiếng nhá. Hòn sờ tai này. Tương tự như lấy style bánh tiếng y hệt như con 770 lúc đầu mình vừa mới làm. Đấy, các bạn cứ lấy như vậy sẽ rõ ra tất cả mọi thứ nhé. Đó là phần sờ tai rất là ok. Đấy. Và bánh tiếng rất là ok. Đấy, tất cả mọi thứ cây đàn đang hoạt động bình thường quý vị nhé. Đàn rất là đẹp luôn. Thế bây giờ này trung tâm sẽ tiến hành đóng gói cho các bạn cho kịp. Em thì cần test sơ qua như vậy rồi, còn đâu hình thức sử dụng thì các bạn có thể tham khảo những video sau. Bây giờ mà ngồi để mà làm những cái video này thì bây giờ hiện tại là cũng rất là bận rộn. Đấy. Thì trung tâm sẽ cố gắng làm việc nhanh gọn lẹ để mà quý vị nhận được đàn quý vị sử dụng. Còn đâu, quý vị có thể tham khảo cách sử dụng sau nhé. Rồi, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Chúc hai bạn và gia đình có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Đây là hình thức hai cái thùng để đóng hai cái đàn. Đấy, bao bọc xốp rất là cẩn thận quý vị nhé. Và bây giờ em sẽ để cái máy quay ở đây. Quá trình đóng gói hai cái đàn cho buổi chiều em đây.
Như vậy là vừa rồi quý vị đã theo dõi trung tâm đóng xong đóng gói xong cái cây đàn S770 cho bạn vàng xeo lành. Đấy, cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn và gia đình có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Đó. Đây là địa chỉ của bạn vàng xeo lành quý vị nhé. S770 chuẩn đấy. Rồi bây giờ sẽ để tiến hành đến đóng gói của cây đàn cho bạn Bùi Văn Dần, cây S710. Tất cả những đàn mà đã hết bảo hành tại trung tâm Vĩnh Phúc về sẽ được dán tem bảo hành 2 tháng cho quý vị.
Đi. Hộp số rất là chắc chắn quý vị nhé. Hộp số rất là chắc chắn luôn. Thank you.
Như vậy là quý vị đã theo dõi trung tâm nhạc cụ Hạnh Phúc vừa đóng gói xong cây đàn S710 cho bạn Bùi Văn Dân ở địa chỉ là tỉnh Hòa Bình. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Chúc bạn gia đình có một ngày làm việc thật vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình thân yêu của mình. Trung tâm Hạnh Phúc cũng cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều đã theo dõi và yêu mến ủng hộ cái kênh YouTube của Trung tâm Nhạc cụ Hạnh Phúc. Rất mong được sự đóng góp và ủng hộ của quý vị nhiều hơn nữa. Khi quý vị theo dõi cái video của Trung tâm Hạnh Phúc thì xin vui lòng cho một nút đăng ký màu đỏ bên dưới video, nhấn chia sẻ, nhấn like để giúp cho kênh của Trung tâm Hạnh Phúc càng ngày càng phát triển nữa. Cảm ơn toàn thể quý vị rất là nhiều. Em xin phép kết thúc video ở đây. Xin chào tạm biệt toàn thể quý vị.